Xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một bộ dàn karaoke mà các bác có thể nhìn qua thì giống giống những cái bộ dàn trước đây nó từng lên nhưng thực sự nó đã khác hoàn toàn. Nó đã thay đổi cái bộ não của bộ dàn các bác nhé. À, các bác xem video cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em ạ. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng thiết bị trong một bộ dàn và cái sự thay đổi lớn nhất trong bộ dàn ngày hôm nay đó là cái gì. Và tiếp theo thì các bác hãy lắng nghe, hãy chú ý xem cái bản karaoke bản test bộ sản phẩm này bác sẽ cảm nhận được cái chất âm của bộ dàn dành cho anh Hùng và Bắc Ninh ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một. Các bác hãy quan sát dưới cùng đó là quả sút JB Bát 30 à, P120. Đấy. Quả súp điện các bác nhé. Tiếp theo đó là cái con đẩy sao tan hàng chính hãng. Con đẩy này là con đẩy bãi các bác nhé. Công suất của nó 600 mắt một kênh. Và cái sự thay đổi lớn nhất trong một bộ dàn đó là con vang chính hãng Apollo hàng nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện một trong những dòng vang khá là đẳng cấp những dòng vang mà sử dụng những con chip Adobe Vive 21489 thì các bác có thể biết được chất âm của nó như thế nào rồi những cái dòng vang sử dụng những cái con chip 21489 là những dòng vang em có thể nói dễ hiểu hơn đó là những vang đắt tiền Đấy. và con này thì sở hữu con chip Adobe Vive 21489 một cái dòng chip khá là tốt và hiện đại và đặc biệt thì con này chạy hai đường mic riêng biệt các bác nhé chạy hai đường mic riêng biệt và có kết nối wifi điều chỉnh qua điện thoại một trong những dòng vang mà khá là đẳng cấp chính hãng Apollo đó là sự thay đổi lớn nhất trong cái kết cấu dàn ngày hôm nay so với những bộ dàn mà các bác đã từng xem đặc biệt là cái điều gì ạ đặc biệt là giá không hề thay đổi các bác nhé em vẫn giữ nguyên giá cho những bộ dàn mà các bác đã từng mua và thời điểm này bác nào mua thì sẽ được những sử dụng những con vang chính hãng đập hộp nguyên đai nguyên kiện và tiếp theo trên cùng kia đó là bộ mic chính hãng AV mã hiệu của nó là UH 500 một chúng dòng mic của hãng AV với cái khả năng là bền bỉ hạn chế hú rất tốt Đấy. và cuối cùng có góp mặt của bộ dàn đó là một đôi loa jb bass 30 6120 hàng China Đấy. nguyên cái bộ sản phẩm như thế này các bác uh, có thể uh, lán lán lại và lắng nghe em hát một đoạn karaoke để các bác có thể cảm nhận được cái chất âm của bộ dàn cho anh hùng ở Bắc Ninh ngày hôm nay với cái mức giá hoàn toàn không hề thay đổi 16 triệu đồng cho một bộ sản phẩm nguyên bộ full bộ như này các bác nhé chất âm thì em khẳng định rất là tốt để cho các bác có thể sở hữu những bộ dàn karaoke gia đình um, phù hợp với tầm giá và giải trí karaoke gia đình là rất là tuyệt vời rồi các bác nhé và đặc biệt thời điểm này tôi đang có, có sự góp mặt của cái con vang uh, Apollo 15 một trong những dòng bang mà khá là chất lượng dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Các bác biết rằng thị trường Trung Quốc không hề giới tính, họ là một nước phát triển. những sản phẩm thành dành riêng cho thị trường của họ không phải là sản phẩm đơn giản đâu các bác ạ. Và bây giờ thì các bác hãy lắng nghe một đoạn karaoke mà em sẽ hát trực tiếp trên cái điện thoại của em để các bác có thể nghe được cái chất âm nhé.